chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng câu kinh giáo đường ngày tháng chút đau thương có những thành phố mưa bay thương em gầy giọng hát đêm dài nghe hơi thở chạy lòng khơi niềm nhớ môi gian mắt đỏ mòn mỏi theo đời chờ cuộc tình đó đã quá xa tầm tay tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thấm đầy hồn còn say mẹ nái ân chiều ấy bóng dáng em từ nay đã khuất vào trời mây em đi em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây em đi mất rồi còn nhớ trong tình này xin kính chào các quý vị. Vâng, những ngày qua thì rất nhiều các khách hàng điện đến trang fanpage cũng như là hotline của số công ty để hỏi và muốn nhờ tư vấn và tìm những dòng loa nào để có thể nghe được tốt những dòng nhạc bolero, trữ tình hoặc nhạc jazz hoặc country. Với nhiều người chơi thì ai cũng nghĩ một cặp loa có thể phát và có thể chơi được nhiều định dạng nhạc khác nhau để đảm bảo được cái hay, cái yếu tố đó thì hoàn toàn lại là phải khác. Đó là một cái sự phối ghép, đó là phải là sự kinh nghiệm của những người tư vấn lâu năm và những sự hiểu biết nhất định về những dòng loa. Và hôm nay thì chúng tôi đã tìm được những cặp loa mà đúng như những bác khách yêu cầu hoặc những người muốn chơi những dòng nhạc bolero trữ tình hoặc nhạc jazz có thể lưu ý và quan tâm tới, đó là những dòng JBL. Vì tại sao những dòng JBL mà chúng tôi muốn giới thiệu đây nó lại đạt được những yếu tố đó? Thì đầu tiên khi chúng ta nhìn thấy cặp JBL này, dòng monitor 4349 này, thì các bạn đã thấy được là nó có cái sự rất là đặc dị khác những dòng loa bình thường. Đầu tiên nó là dòng monitor, nó là dòng loa làm việc cho phòng thu. Nhưng với yếu tố đó thì nó chỉ nói lên một nửa, còn một nửa phần đằng sau nó là phục vụ cho cả những home trong nhà nữa, để chúng ta có được những buổi trải nghiệm nghe những âm thanh trung thực, tự nhiên, đẹp nhưng mà không có nhiều hài âm. Thì đó là một cái yếu tố mà để nghe những dòng nhạc trữ tình hoặc dòng nhạc country thì là tuyệt vời nhất. Với chiều cao lên gần 74cm và về rộng thì lên đến 44cm và chiều sâu là chỉ có 32cm. Thì đây nó thuộc xếp vào những dòng bookshelf to hoặc dòng monitor. Nhưng cái khi chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy đây là loa hai đường tiếng và cái điểm cắt tần của nó là 1,5 ki, tức là nó tương đối là hơi khác biệt. Vì bình thường những đôi loa khác thì đa phần nó sẽ cắt ở 0,8 đến 1,2 để nó sẽ thiên hướng xuống cái dải trầm nhiều, nhưng dòng này nó đòi hỏi sự chính xác nên nó đã cắt ở 1,5 ki, nên nó rất là lạ. Và cái lạ thứ hai là khi các bạn nhìn thấy cái loa tweeter và cái loa mid bass và cái loa bass đó thì gần như là cái độ khổ của nó tương đối là lớn. Và đây là một đặc chế độc quyền của hãng JBL. Đó là một công nghệ dùng D2, tức là một loa tweeter D2, tức là đấy là chính là hai loa chập vào với nhau đánh theo định dạng hình chữ V và với một cái màng bằng polymer tổng hợp, chất liệu tổng hợp, và cho độ khuếch đại âm thanh lên tới 25 ki. Nhưng khuếch đại âm thanh 25 ki thì đối với các loa khác thì tôi nghĩ đấy thì nó cũng chưa phải là một cái đề tài gì mà phải nhìn nhận là chính xác ra. Đấy, đó là đòi hỏi cái sự chính xác của âm thanh lên nó chỉ lấy đến cái giải tần 25 ki. Và được khuếch đại qua một cái họng kèn HDI. Vâng, High Definity Inmate, tức là đây một họng kèn độc quyền của hãng và nó có độ khuếch đại âm thanh lên tới 100 độ và 70 độ, tức là cái độ rộng của âm thanh này. Và tất cả các đường này thì nó có đều đường, có đường dẫn âm. Nên khi các bạn nghe những dòng loa tweeter này thì các bạn sẽ thấy cái giải chép nó đúng như là cái âm thanh của thập niên 80-90, tức là cái giải cao nó tương đối là nó long lanh nhưng mà nó lại có một cái độ xanh ban, hoặc là những cái tweet nhạc mà nó có nhiều cái giải cao nhiều thì đấy lại là một cái điều kiện rất là tuyệt vời để khi các bạn tái tạo lại nghe những thập niên 80-90 với những cái dòng bolero. Thì tôi thấy đây là một trong những cặp loa mà nó tái tạo sự chính xác nhất của thời kỳ đó. Còn với giải bass ở phía dưới thì đây là một cái nét bass đặc trưng của dòng JBL. Nó là bass vuông bằng giấy, tức là bằng giấy bằng bột tinh lọc. Nhưng vì đây là một dòng loa cao cấp
nên nó đã được làm rất là kỹ và sâu với những vòng tròn, vòng tròn bằng đồng tâm như này để đảm bảo cho cái màng loa này nó có được độ cứng. Và cái thứ hai, nó làm thêm một hệ thống gân cao su, nhưng mà nó lại là cái màu gọi là màu chì, trông màu chì đen, trông rất là đặc biệt và nó rất là cứng. Nhưng mà nó cái giải trầm nó lại xuống rất là sâu. Nếu mà theo thông số của hãng nó xuống tới 25 hertz cộng trừ, tức là cộng 6 decibel, nó khoảng 31 hertz. Với giải trầm này thì tôi nghĩ để mà thỏa mãn được đôi tai về những cái âm thanh mà nghe giải trầm của dòng nhạc xưa thì thực sự là hoàn hảo. Và chiếc bát loa này nó còn có một cái đặc biệt là cái côn loa nó to đến tận 4 inch, tức là nó 10 cm, gần như là ăn hết cả cái mảng này. Tức là cái hệ thống về nam châm với cả các nhện và các dây loa để dẫn điện bên trong thì nó là một sự hoàn hảo của dòng JBL. Và khi dòng JBL này thì năm nay thì mọi năm thì tôi để ý thì JBL thì luôn luôn có trở kháng là 6 ohm. Thì dòng này đã trở kháng tăng lên 2 ohm là 8 ohm để có thể kết nối và thân thiện hơn với nhiều cái âm ly, và độ nhạy cũng đã tăng lên 91 decibel. Tuy là một dòng monitor nhưng mà lại có một cái độ nhạy tương đối là cao và rất là lạ và hay và là thân thiện, và đó là chính là nhờ vào hai lỗ thoát hơi reflex đằng trước này, và nó sẽ không ảnh hưởng tới khi các bạn để gần ra phía đằng sau. Còn toàn bộ các cái khung sườn của bên cạnh loa này thì làm thực sự là dày và chắc chắn, và nó có độ dày lên tới 2,6 cm, tức là rất là dày và nặng. Nên tại sao một chiếc loa như này mà nó có cân nặng lên tới 30 kg, 34 kg, thì các bạn biết là nó cân nặng thế nào với dòng monitor. Và để hoàn thiện hơn cho cặp loa này thì ngay cả cọc loa đằng sau người ta cũng đã thiết kế những cọc loa và các cái jumper bằng vàng và được kết nối một cách rất là kỹ. Và máy quay thì có thể là tiến sâu về trong này một chút để các bạn có thể nhìn thấy cái cọc mạ vàng danh giá của hãng JBL. Vâng, đây một cọc mạ vàng này. Và các bạn có thể chơi được, đánh được BY, BAM được, hoặc được tách ra được. Đó là một điều rất hay. Và với công suất danh định cho một cặp loa này là công suất từ 25W đến 200W, thì hôm nay chúng tôi sẽ phối ghép cùng thế nào để chúng ta cùng cảm nhận nếu chúng tôi phối ghép dưới 200W thì âm thanh ra làm sao, và trên 200W thì âm thanh thế nào, và trong ngưỡng 200W thì âm thanh sẽ đạt những tiêu chuẩn gì. Thì các bạn nhìn thấy đây là một bộ đôi của Macintosh đến từ Mỹ và cũng là cùng quốc tịch với cả JBL. Và Macintosh này thì quá nổi tiếng, và trong phân khúc thì có những cái hệ thống âm ly nhỏ hơn một chút, nhưng cũng có hệ thống âm ly lớn hơn một chút. Nhưng chúng tôi chỉ muốn chọn chiếc 8950 này vì tại sao nó không có công suất danh định lên tới đúng 200W, đúng như là trở kháng maximum của cặp loa. Và chúng ta sẽ, khi chúng ta nghe thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự ngọt ngào âm thanh, sự giao thoa của hai dòng sản phẩm, nó rất là mỹ mãn và tuyệt vời. Và một điều thứ hai tôi muốn nói đến Macintosh, đây chính là một trong những âm ly huyền diệu, huyền thoại và tuyệt vời. Nó vì nó có biến áp xuất âm giống như là xuất âm của âm ly đèn, nên nó sẽ cho có một cái màu thanh ấm áp vững, nhưng mà nó không bị suy hao khi các bạn đánh ở cường độ lớn, và đảm bảo cho các bạn là cái mức độ chịu tải của âm ly nó rất là hoàn hảo. Để cùng kết hợp với nó thì đó chính là Mercedes 350. Vì chúng tôi nghĩ đây là trong những cái đồ đánh mà để hợp trở kháng và nó có những yếu tố đặc biệt để dành cho nhau. Lên cái nguồn phát này, chúng tôi nghĩ nó là một cái nguồn phát rất quan trọng, vì cũng có nhiều khách chơi đến tâm sự cái nguồn phát hay cái nguồn điện nó quan trọng đến cỡ nào. Và chúng tôi sẽ dần dần sẽ làm những chương trình thử nghiệm để cho các bạn thấy từng cái giá trị, từng cái nguồn chơi, nguồn phát nó giá trị ra làm sao. Còn hôm nay trong một chương trình này thì tôi chỉ muốn dành cho các bạn, với những bạn yêu nhạc bolero, nhạc trữ tình, thì đây là một chương trình để dành cho các bạn. Còn bây giờ âm thanh, âm nhạc dành cho các bạn. Trời đêm.
đợi chờ. Tôi đến sân ga nơi tin người chờ linh ngày nào. Tàu cũ năm xưa mang người tình biến khu về chưa. Chẳng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về. Vâng, với những bản test vừa rồi thì các bạn cứ muốn nghe, nghe nữa, nghe mãi là vì tại sao? Với những dòng nhạc xưa thì nó lại có một cái sự cuốn hút rất đặc biệt với những câu từ ca ngữ chính xác và rất là tình cảm. Và đây là một bộ đôi mà thể hiện được sự tái tạo của những dòng nhạc thập niên 80-90 là hoàn hảo nhất. Các bạn hãy nhớ vào Thiên Hà Audio chúng tôi để có những cái buổi giải trình và những buổi clip hay để gửi tới các bạn, và các bạn sẽ tìm được những dòng sản phẩm yêu thích của mình tại Thiên Hà Audio. Hẹn các bạn vào YouTube tới.